Đập Quán Trăn là đập nước trị thủy lớn cung cấp nước cho nông nghiệp nhiều xã ở huyện Thạch Thất, nơi thu hút các gia đình và trẻ em xung quanh vào những ngày hè nóng nực, dẫn đến tình trạng đuối nước cao. Tại đây đã xảy ra rất nhiều trường hợp đuối nước thương tâm do có nhiều chỗ sâu khoảng 20 mét. Vậy nên, trên bờ đập đã đặt biển cảnh báo để tránh điều đáng tiếc xảy ra. Thế nhưng, mỗi buổi chiều vẫn có khoảng 200 người dân đến đây, còn vào những ngày nắng nóng, đỉnh điểm thì có khoảng 1.000 người tới, bơi tắm mát giải nhiệt ngày hè. Biểu tượng mới của thành phố tương lai phía Tây Hà Nội. Chuẩn mực và đẳng cấp vượt trội. Vị trí trái tim của đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam. Triết lý sống xanh được thực hiện hóa trên từng không gian sống. Imperia Smart City, thịnh vượng Green Smart, một sản phẩm cao cấp của tập đoàn Vinh Group. Hôm nay thì hiện tại là cách đây khoảng gần một tháng cũng đã có tình trạng đuối nước rồi. Đã xảy ra là thiệt mạng luôn. Rất nhiều người thích vào đây bơi vì nước trong này nó rất là khá là sạch. Điểm này thì nó cũng là một cái cú chơi của nhiều người đến đây để bơi. Hiện tại khi mà mình sinh sống ở đây thì và mình cũng đã bơi đây khá là nhiều rồi. Thì hiện tại mình chưa có thấy lần nào các cơ quan chức năng đến để nhắc nhở cả. Đây là biển cấm bơi. Vâng. Đúng không? Vâng. Thế nhưng mà quanh cái khu vực này bác vào đây là chục cây số không phải là được gần. Vâng. Nhưng mà quanh cái cả cái chục cây số này là không có điểm nào là có cái hồ bơi được. Là không nào có biển cấm ở đây. Dùng chìa khóa thôi. Nhưng người ta biển cấm là mang tính chất để cho có cái trách nhiệm mà khu vực nó có xảy ra cái bất an toàn thì người ta không có trách nhiệm thế. Trên cầu hàng ngày vẫn có các bạn nhỏ tới nhảy từ trên cao xuống. Tại đây cũng đã có những trường hợp gãy tay, gãy chân do va vào đá dưới lòng đập. Theo người dân tới đây bơi, cũng như quan sát của phóng viên, thì không có lực lượng chức năng nào đến đây để kiểm tra và xử lý các trường hợp bán hàng trên mặt đường và ngăn cản người dân tới đây tắm. Liệu đây có phải là sự quản lý lỏng lẻo của lực lượng chức năng tại đây?